Và chúng tôi đã đưa lên một số bản tin, thí dụ như là đó, phi trường Tân Sơn Nhất vỡ trận bởi vì cộng đồng Việt Nam về đông quá. Người Việt hải ngoại về ăn Tết đông quá. Một cái bản tin khác là người Tây Phương đang ăn mừng Giáng sinh tại Việt Nam. Và họ nói, họ nhận định của họ, họ không ngờ Việt Nam mà lễ Giáng sinh to lớn như vậy. Và chúng ta biết ở Việt Nam, thành phần Công giáo chỉ có 8 cho tới 10% trên tổng số 98 triệu dân. Nhưng mà đó, mọi người ùa ra đường, không phải tất cả, chỉ có người Công giáo mới có quyền. Mà đây là cái niềm vui chung của một cái tôn giáo. Và đó là một ngày lễ mọi người ùa ra để cùng nhau san sẻ những cái tình yêu thương. Họ sẵn sàng ra ngoài đường và đứng tắc nghẽn trên đường, mở máy xe, người ngồi bên này nói chuyện người bên kia, rất là vui vẻ, rất là hài hòa. Người đi bộ thì cứ đi bộ, người đi xe thì cứ kẹt, thích thì nhích. Thì bây giờ chúng tôi cả một bản tin nữa đó, là 10 cây thông đẹp nhất tại Việt Nam. Vâng, thưa quý khán giả, trong đó có cái cây thông ở trên đường Nguyễn Trãi, quý vị biết rồi. Đó là cái khu mà Plaza của Vincom. Và một cái buồn bản tin nữa rất cũng là vui. Đó là cái Facebook tài khoản của lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam đã bị xóa. Thì đây là nằm trong cái kế hoạch mà nhà nước yêu cầu, hay là một tổ chức cá nhân nào, hay là nhiều tổ chức hoặc là một cá nhân nào đã khiếu nại với Facebook, và Facebook thông báo cho biết tài khoản của chế độ lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam đã bị xóa. Ngày 24 tháng 11, cảm ơn bạn đã dành thời gian báo cáo nội dung mà bạn cảm thấy có thể vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Chúng tôi đã xóa trang cá nhân của lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam khỏi Facebook. Nếu trang cá nhân của lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam được khôi phục, ảnh bạn đã báo cáo có thể xuất hiện lại. Nếu điều này xảy ra, vui lòng báo lại nội dung đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu có một cái lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam mà lại tái sinh, thông báo cho Facebook hoặc thông báo cho KBC hải ngoại, chúng tôi sẽ giúp các bạn làm chuyện đó. Một cái bản tin khác là nói về cuộc sống tại Việt Nam. Không khí lễ Giáng sinh 2017 tại nhà thờ ấp Hòa Bình. Nhà thờ ấp Hòa Bình ở đâu? Nhà xưa không xa xôi, ở ngay gần thành phố Hồ Chí Minh, trên trong cái Tràng Bom. Đi từ Sài Gòn qua Long Khánh, nếu quý vị đi đường trong quốc lộ 1 hoặc là đi đường đi lên trên Đà Lạt, quý vị bắt buộc phải đi qua Tràng Bom. Qua Tràng Bom rồi đó thì mới tới ngã ba Dầu Dây để đi lên quốc lộ 20, tức là lên Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng bây giờ rất là rộng, thưa quý khán giả. Sau Đồng Nai là tới Lâm Đồng. Đà Lạt là một cái thị xã nằm trong, là thành phố nằm trong cái tỉnh Lâm Đồng này. Và đó là những cái bản tôi đã đưa lên, và quý vị vào vui lòng vào kbchn.net, chứ không có vào .com. Hiện tại .com chúng tôi, trong tương lai chúng tôi sẽ quanh, tức là sẽ chõ, đánh chữ com thì vẫn chạy vào net thôi. Thành như quý vị đừng có nên vào com nữa. Và com chúng tôi sẽ dùng để mà gọi là backup, tức là làm cái dự trữ trong trường hợp mà net bị trở ngại.